và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Không chỉ phụ nữ, Lan Phương cho rằng con giáp 13 hoàn toàn có thể là đàn ông. Nàng dâu older khiến nhiều người phải chú ý về quan điểm của bản thân khi bàn về câu chuyện con giáp thứ 13 rất nóng hiện nay. Trên trang cá nhân của mình, Lan Phương vừa bày tỏ suy nghĩ về chuyện con giáp thứ 13 sau khi cô tham gia một talk show liên quan đến phụ nữ và hôn nhân. Khác với suy nghĩ của nhiều người, con giáp thứ 13 luôn là phụ nữ. Lan Phương cho rằng đàn ông cũng có nhiều khả năng trở thành con giáp thứ 13 mà mọi người đều ghét. Cô thẳng thắn, tại sao mọi người lại định hình con giáp thứ 13 luôn là một cô gái có định tâm ti người đàn ông có vợ thế nhỉ? Con giáp 13 hoàn toàn có thể là những người đàn ông đang sắp thành công trong việc lôi kéo một người phụ nữ có chồng chứ. Rồi lại còn cho rằng mỗi tội lỗi là do con giáp thứ 13 ấy cả, chỉ có cô ta là người lôi kéo dụ dỗ chồng mình thôi. Lan Phương lý giải cho định kiến tư duy của mọi người và vạch ra những tổn thương khi trở thành con giáp thứ 13 dù nam hay nữ đều phải gánh chịu. Do quan niệm từ thời phong kiến khiến rất nhiều người mặc định đàn ông phải là người có vị trí cao hơn phụ nữ, là người kiếm tiền và luôn có cơ hội được nhiều cô gái vây quanh, là người có sa ngã cũng là do bản năng của đàn ông chứ không phải điều gì ghê gớm. Định kiến ấy cho rằng phụ nữ luôn là người phụ thuộc, luôn ở vị trí dễ tổn thương khi người đàn ông của mình có tình cảm với người khác và luôn là người có lỗi. Quan điểm này thật sự là lạc hậu và bất công về giới tính. Thực tế là khi có người thứ ba xuất hiện thì đàn ông hay phụ nữ đều cảm thấy cay đắng và đau đớn như nhau. Có điều rất hiếm người đàn ông nào chịu thừa nhận có người thứ ba xen vào và cưỡng mất vợ hay người yêu mình. Vì nếu thừa nhận chẳng hóa ra tự nhận mình kém cỏi, thế nên mới ra khái niệm con giáp thứ 13 phải là phụ nữ. Đàn ông hay phụ nữ đều có thể khiến người ngoài cuộc mê đắm và đều có thể dẫn đến chuyện không đúng đắn. Lỗi là do cả hai người tạo ra chuyện vụng trộm kia, nếu chỉ có một phía thì chuyện không bao giờ thành. Nên chỉ có gái nào có xen vào, anh chồng đương nhiên cũng là người chủ động. Cuối cùng, nữ diễn viên xinh đẹp cũng gợi ý những cách giải quyết cho những đôi vợ chồng lỡ bị con giáp thứ 13 quấy rối. Nếu chồng hay vợ mình không chủ động, không có tình cảm với con giáp thứ 13, thì quên luôn cái con giáp ấy đi là được, chẳng mất thời gian quan tâm làm gì. Nếu chồng hay vợ mình cũng có tình cảm với người kia thì cố giữ một người mà trong lòng yêu người khác, làm gì cho khổ tâm và đau đớn nhỉ? Nếu chỉ say nắng chưa dẫn đến chuyện gì nghiêm trọng thì hai vợ chồng cùng nói chuyện và tìm hướng đi tốt nhất tùy hoàn cảnh mỗi nhà nhé. Lan Phương cũng không quên nhắn nhủ đến chị em phụ nữ rằng để có thể chủ động từ bỏ, tìm kiếm hay duy trì hạnh phúc của mình, một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta phải chủ động về tài chính để không phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào.